Và Lu xin phép dừng sân khấu lại cho Hồng Loan. Cảm ơn hai. Dạ, nhân lễ dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Hồng Loan xin kính chúc ông bà, cô bác vạn sự như ý và nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ, con cảm ơn bà cô chú rất nhiều ạ. À. Dạ. Dạ, con xin kính gửi tặng ông bà, cô chú thêm một bài nữa là bài Giọng Cổ Buồn của nhạc sĩ Minh Vi. Ông bà cô chú thưởng thức cùng con nha. Dạ, con cảm ơn. Thank you.
vỗ tay cho Hồng Loan đi ạ. Và cảm ơn những tình thương mà tất cả quý vị, đây là số thứ hai luôn gặp gỡ quý vị tại sân khấu Trong Đồng. Và rất là vui khi mà tất cả quý vị khán giả đã đến ủng hộ cho chương trình Đồng Đạo. Và hôm nay tiết mục tiếp theo luôn xin được song ca với đứa em gái của luôn ca khúc Mưa Bồng Bóng. Xin một tràng pháo tay cho em Hồng Loan. Thank you.
ta sẽ cùng gặp gỡ với một trong những ngôi sao trẻ của sân khấu cải lương được quý vị rất yêu thích hiện nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt cho quán quân chương trình Sao Nói Ngồi mùa đầu tiên, nữ nghệ sĩ Bình Tinh. Sốt quá. Và cái điểm hát này của con cũng là điểm hát thứ ba ngày hôm nay rồi. Dạ nhưng mà con biết sao, con ra đây con thấy từng đôi mắt của bà con cô bác, quý vị nhìn con nhìn lại và con cảm nhận được quý vị rất là thương con, có đúng không quý vị? Dạ, và đó là những cái điều mà con hạnh phúc. Và khi con hát, con ra mồ hôi, bắt đầu con hạ nhiệt độ xuống, và con giống như là con nhận được tình thương của tất cả mọi người. Có tiền mua thuốc uống rồi. Quá, wow, yeah, và cảm ơn Cành Hoa tình thương rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì để
con trở lại sở trường của mình, sẽ gửi đến cho tất cả quý vị một trích đoạn kinh điển của sân khấu ở thập niên 60. Và trích đoạn này, khi con nhận lời diễn ở đây, trước khi con đến là con đã nhận được những tin nhắn là Bình Tinh ơi hát bài này nha Tinh. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn được mang tên Lôi Vũ. Xin mời con lắng nghe.